Xin chào tất cả mọi người đến với kênh Bất Động Sản Tiềm Năng. Và ngày hôm nay Phước Sửu sẽ đưa cho quý chị đi xem một sản phẩm khá đẹp tại dự án Sai Gai Nhà Bè nha quý chị. Đây là một căn nhà phố với diện tích là ngang 7, dài 17 và được thiết kế gồm là 1 trệt 3 lầu. Như vị trí Phước Sửu đang đứng thì mọi người thấy là căn nhà khá đẹp không? Và ở đây thì đường trước nhà là 12m. Ngay từ cái nhìn đầu tiên thì căn nhà này rất là ấn tượng mạnh mẽ với một kiến trúc cực kỳ hiện đại luôn. Một cái cách thiết kế với một cái gam màu thực sự là tinh tế luôn phải không quý vị. Với mặt tiền rộng và nhà mang đến cho một cái không gian khá thoáng mát và rộng rãi, đầy đủ tiện nghi cho quý vị khi sử dụng ở đây luôn. Về tiện ích đa dạng, ngoài cái không gian sống tại căn nhà này thì quý anh chị có thể có những cái tiện ích cực kỳ đẳng cấp ở nơi đây nha, với ba cái phòng gọi là với ba cái khu gọi là club house thì ở đây có rất là nhiều tiện ích mà Phước Sửu sẽ kể ra đây cho quý anh chị cảm giác như rất là hợp lý luôn, và có thể là trải nghiệm sống và làm việc giống như một khách sạn hoặc một resort 5 sao. Thứ nhất là một cái hồ bơi rất là rộng, tầm khoảng là 25 đến 30 mét, tùy theo cái vị trí của cái lớp house, và ở đây có thể là dành cho những người bơi xiềng, bơi sải và có thể là học để thi bơi Olympic cũng được luôn. Rồi một cái phòng karaoke rất là đẹp luôn, xịn sò luôn. Ở đây thì như mọi người thấy thì khá bắt mắt luôn. Ở đây thì với âm thanh gọi là sống động, có thể tổ chức cho quý vị những cái buổi tiệc cực kỳ hấp dẫn và lôi cuốn bạn bè khi tới gọi là tham gia buổi tiệc ngày hôm nay. Rồi ngoài ra thì có cái phòng bida, phòng bida xịn sò nha. Ngoài bida ra có bi lắc này. Ở đây thì quý vị có thể cùng với lại những bạn bè của mình trải nghiệm những phút giây thư giãn cực kỳ hợp lý bên cái dự án này. Và cái thứ ba đó là một cái phòng BBQ cực kỳ hấp dẫn. Nó với cái BBQ này hấp dẫn lắm nha quý anh chị, có thể là tổ chức đến 50 đến 100 người tại cái club house BBQ này, vừa tắm nè, vừa có thể là hát karaoke, chơi bida bóng bàn, và với quý anh chị có thể là tắm sauna xông hơi tại phía dưới luôn, giúp cho quý anh chị có một cảm giác cực kỳ relax tại CF Nhà Bè. Thì mình quay lại với cái không gian và diện tích của căn nhà phố ngang 7 dài 17 được thiết kế gồm 1 trệt 2 lầu rưỡi. Thì ở trên có một áp mái sân thượng trước, sân thượng sau. Thì với cái tổng diện tích mà sàn xây dựng là 275m2 thì quý anh chị có thể thiết kế ở đây một không gian sống cực kỳ đẳng cấp. Và đặc biệt ở đây thì pháp lý sở hữu là bệnh viện, sau này chủ đầu tư sẽ cấp sổ hồng đồng loạt cho quý cư dân luôn. Thì quý anh chị cực kỳ an toàn khi lựa chọn đây là một cái cơ hội đầu tư cực kỳ hấp dẫn tại Nhà Bè. Cùng với Phước Sửu tìm hiểu, phân tích, đánh giá và chọn lựa nơi đây là một nơi đầu tư an cư lý tưởng và sinh lợi bền vững nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video sau.